Ngọc Thúy xin kính chào quý vị khán thính giả trong chương trình Ask the Doctor của Việt Today Television được phát hình trên băng tần 26.5 KTSF V2R và trên hệ thống cable trên các băng tần 174, 94, 381. Chương trình này được thực hiện với sự hợp tác của Hội Y sĩ Việt Nam Bắc Cali là một tổ chức bất vụ lợi nhằm mục đích phổ biến những kiến thức y tế phổ thông và cách phòng ngừa trong cộng đồng Việt Nam. Và khách mời hôm nay là bác sĩ Nguyễn Thúy Phượng sẽ nói về đề tài sa tử cung. Ngọc Thúy xin chào bác sĩ Phượng. Chào Ngọc Thúy. Và Thúy Phượng cũng xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình Việt Today. Thưa bác sĩ Phượng, khi nói đến sa tử cung thì có nhiều người cũng còn mập mờ về cái tên này lắm. Thì sa tử cung là gì thưa bác sĩ? Sa tử cung, sa đây có nghĩa là rớt. Cho nên sa tử cung có nghĩa là cái tử cung nó bị rớt từ cái vị trí bình thường và nó rớt xuống theo cái đường âm đạo. Nó gọi là sa tử cung. Mặc dù nhiều người dùng cái chữ sa tử cung rất là thông thường, nhiều người hay nói tới, nói mà không biết. Nhưng mà không có cái từ này nó không có chính xác cho lắm, tại bởi vì sa tử cung là nó chỉ có sa cái phần tử cung thôi. Theo như Phượng nghĩ á, thì phải dùng cái từ là sa các bộ phận vùng chậu thì nó chính xác hơn, tại vì những bộ phận khác nữa nó cũng có thể bị rơi xuống theo đường âm đạo, ví dụ như về bọng đái, hoặc là cái đường ruột già, hoặc là cái niệu đạo là cái đường ống dẫn nước tiểu từ cái bọng đái ra ngoài. Nếu những bộ phận bên cạnh ngoài cái tử cung ra, nó cũng có thể bị xa qua đường âm đạo. Nhưng mà đa số là tử cung nó xa nhiều hơn là các bộ phận khác. Tại vì nó nằm ngoài, phải không bác sĩ? Và tại vì khi mà tử cung nó bị xa xuống, nó cũng có thể kéo những bộ phận khác đi xuống luôn. Cho nên không có hẳn là nó chỉ xa một bộ phận thôi. Đa số khi mà một phụ nữ đã bị xa tử cung thì cũng hay bị xa những bộ phận khác nữa. Vậy thì cái nguyên nhân nào gây ra cái triệu chứng đó thưa bác sĩ? Nguyên nhân thì nó có nhiều nguyên nhân lắm. Ví dụ như nguyên nhân đầu tiên, ví dụ như là di truyền. Người phụ nữ bẩm sinh là họ bị... trước khi mình nói tới nguyên nhân đi ha, thì mình nói về về cái phần tử cung và âm đạo đi, nó như thế nào, tại sao nó bị xa. Thì về thường bình thường á thì cái tử cung và cái đường âm đạo nó không có đi song song với nhau. Tử cung á, cái trục của cái tử cung á thì nó ấp về phía trước của người phụ nữ, cho nên nó như vậy đối với lại cái đường âm đạo. Cho nên khi mà mình có những áp lực ở trong bụng mà nó tăng lên á, thì nó đè xuống như vậy gì, thì cái tử cung nó không có bị tuột xuống như vậy. Và cái tử cung nó được giữ ngay đúng vị trí là bởi vì nó có một cái những cái bộ phận nâng đỡ. Cái bộ phận đó ví dụ như là cái dây chằng nó nâng cái tử cung lên, và có những các cơ chung quanh các cổ tử cung nó làm giống như một cái dây nịch chẳng hạn, để nó giữ cái cổ tử cung lên. Và cái đường âm đạo, chung quanh cái đường âm đạo nó cũng có các nhiều các cơ khác, nó giữ cho cái thành âm đạo nó chắc, nó là không có làm cho những bộ phận chung quanh nó bị xa. Ví dụ như là bọng đái nó không có bị xa, hay là đường hậu môn nó cũng không có bị xa. Cho nên những cái hệ thống mà nâng đỡ đó nó rất là quan trọng. Cho nên khi mình hiểu như vậy rồi thì mình nói tới cái nguyên nhân thì nó dễ hơn. Ví dụ như mình đang nói về di truyền đi ha. Nếu người phụ nữ đó bẩm sinh là cái dây chằng nó mỏng, nó ít, nó yếu, hay là những các cơ chung quanh cái cổ tử cung, chung quanh cái thành âm đạo nó mỏng, nó yếu, nó dễ bị giãn, thì nó làm cho dễ bị xa tử cung. Cho nên những phụ nữ đó không nhất thiết là phải sanh con cũng dễ bị xa. Có những nguyên nhân khác, ví dụ như sanh con nhiều. Tại khi mình sanh con nhiều á, thì nhất là trong những trường hợp như là em bé lớn quá, hay là sanh nhanh quá, hay là sanh cái thời gian mà chuyển dạ nó bị lâu quá, nó có nghĩa là cái đầu em bé nó nằm trong cái vùng chậu nó quá lâu đi, nó nằm lâu thì nó có thể làm hư đi những cái dây thần kinh, nó làm rách hay là tổn thương những cái các cơ chung quanh thành âm đạo, thì nó làm cho người phụ nữ dễ bị xa sau khi sanh. Cho nên đó là một nguyên nhân rồi. Cái nguyên nhân thứ ba, ví dụ như là tuổi của phụ nữ. Khi mà phụ nữ lớn tuổi á, nhất là sau khi mãn kinh á, thì lúc đó thiếu cái loại kích thích tố estrogen làm cho
cái các cơ và các tế bào và các cái thành âm đạo nó bị mỏng và yếu đi, nó dễ bị sa. Đó là đó là một cái nguyên nhân đó khác nữa. Và cái nguyên nhân khác nữa là nếu mà phụ nữ mà bị những các bệnh mà nó làm cho cái những cái áp suất trong bụng nó bị tăng lên, ví dụ như bị ho mãn tính, mình hay bị ho, bị xỉn, ho nhiều. Khi mà mình ho mình tăng cái áp suất trong bụng, nó làm cho cái tử cung nó dễ bị sa xuống, hoặc là bị ho, hoặc là bị táo bón chẳng hạn, mình phải mình táo bón mình phải rặn nhiều thì lúc đó nó cũng làm tăng cái áp suất trong bụng, hoặc là mình bâng nặng nhiều nó cũng làm tăng, hoặc là có những thói quen hay ngồi chồm hổm hay là làm bất cứ một cái động tác gì mà nó tăng cái áp suất trong bụng á, mà lâu năm đừng lâu làm dài cái gì để nó có cái hơi để đẩy xuống, đẩy xuống nó tăng cái áp suất trong bụng thì nó có thể đẩy những bộ phận xuống, nó làm cho dễ bị sa. Cho nên tránh những cái công việc hoặc là những cái activity nào mà nó làm cho tăng cái áp suất trong bụng. Mà phụ nữ ngày nay thì mình không có làm việc nặng nhiều, even though mình cũng hay dọn dẹp, mình cũng làm nhiều việc, nhưng mà những cái vấn đề khiêng thì nó cũng đã có cái gì đó hỗ trợ hay các ông phụ rồi. Vậy thì cái triệu chứng khi mà mình nghĩ là mình bị sa tử cung thì cái triệu chứng đầu tiên mình sẽ thấy là gì thưa bác sĩ? Sa tử cung thường là đa số phần lớn người mà bị sa tử cung không có cảm giác gì hết á. Tại vì sa tử cung nó có nhiều nhiều cấp độ lắm. Nó có tới 4 cấp độ luôn. Nếu mà cấp độ 1 nó bị nhẹ thì nó chỉ sa mà nó vẫn nằm trong trong âm đạo. Thường thường ở cấp độ đó phụ nữ không có cảm giác gì hết á. Tại vì họ không có cảm giác cái gì rơi ra ngoài. Mà cô không có, nó rất là nhẹ. Cấp độ 1 thì không biết. Không khám bác sĩ thì bác sĩ thì không biết được. Cho nên tới khám bác sĩ mới biết, nó cho biết là chị bị sa tử cung, nhưng mà bệnh nhân lại không có cảm giác gì hết. Đó là cấp độ 1. Cấp độ 2 là nó có thể sa xuống tới cái cửa mình luôn. Khi mà cái cấp độ 3 thì nó sa ra khỏi cái cửa mình. Cấp độ 4 có nghĩa là tất cả mọi thứ nó bị sa ra ngoài luôn. Nguyên cả cái tử cung và cái cổ tử cung bị sa ra ngoài. Cái đó là cấp độ 4. Thì nếu mà cấp độ nhẹ thì không có cảm giác gì. Mà khi nó hơi nặng một chút thì nó làm cho, tại vì khi nó sa xuống nó kéo cái dây chằng nè, nó kéo cái màng bụng nè, làm cho người phụ nữ dễ cảm giác nặng nề ở dưới vùng bụng, bị đau lưng, mà khi mà nó bị sa hơi nặng thì có thể giao hợp khó khăn, giao hợp nó đau chẳng hạn. Nếu mà nó bị sa ra ngoài luôn á thì nó có thể ma sát với lại những với nhiều quần của mình chẳng hạn, ma sát với những vật khác á thì nó làm dễ bị chảy, dễ bị chảy máu nè, dễ bị nhiễm trùng. Nếu mà nặng hơn á thì nó tất cả mọi bộ, cả cái tử cung và cổ tử cung nó bị rơi ra ngoài á thì nó rất là khó chịu. Khi mà nó rơi xuống vậy nó cũng có thể kéo cái bọng đái xuống, kéo bọng đái xuống nó làm cong cái niệu đạo, là cái ống mà dẫn nước tiểu, nó làm cong làm cho người phụ nữ khó đi tiểu. Có nhiều khi đi tiểu không ra hết được, có nhiều khi phải đút ngón tay vô trong âm đạo để mà nâng cái bọng đái lên mới đi tiểu ra hết được. Xong rồi có làm cho đi bị tiểu rắc nè, bị tiểu xón, rồi khó đi tiểu. Và nếu mà nó xa ở vùng đường ruột già đi chẳng hạn, xa phần dưới của thành âm đạo, làm cho đi cầu khó khăn. Có nhiều khi cũng phải bỏ ngón tay vào trong âm đạo để mà đẩy nó xuống rồi mới đi cầu được. Cho nên nó có nhiều triệu chứng lắm. Nếu mà nếu mà mình đợi nó bị nặng. Nghe thì cũng rất là ghê gớm. Chắc để tránh những vấn đề này xảy ra thì mình nên đi khám định kỳ thường xuyên hơn. Nhất là phụ nữ thì mình cũng cần phải lo những vấn đề đó. Tại vì vấn đề là nào là có bầu, rồi sinh nở, rồi những chuyện nào là quan hệ tình dục nữa. Thì chỉ cần phải làm chuyện đó. Và khi cái cách điều trị này nó có đơn giản không, hay là nó phải khó khăn theo mọi cái cấp độ của nó? Ngọc Thúy nói đúng á, tại vì nó tùy theo cái cấp độ là, thì cái cách điều trị nó tùy theo cái cấp độ của nó, mà cũng không những vậy mà nó cũng tùy theo mỗi bệnh nhân nữa, là họ thích chữa trị như thế nào, họ thích kết quả như thế nào, thì cái cách điều trị nó tùy theo đó nữa. Cho nên đa số là như cấp độ nhẹ thì mình không có nhất thiết, thì mình có ba lựa chọn về cách điều trị đi ha. Thì cái lựa chọn đầu tiên là mình có thể tập thể dục ở vùng chậu. Cách điều trị thứ hai là mình có thể đặt những
những cái dụng cụ nó giống như một cái vòng, mấy cái vòng vào trong âm đạo. Có cái nó giống như cái vòng, có cái nó giống như cái donut, có nhiều, nó có nhiều loại lắm, có nhiều loại khác nhau, tùy theo cái cấp độ và cái nó xạ bộ phận nào, rồi nó như thế nào, thì lúc đó mình mới lựa chọn cái loại nào đúng để mình bỏ vào trong cam đạo để mình nâng đỡ tử cung hoặc là nâng đỡ vòng đái. Thì đó là cái cách chữa thứ hai. Cái cách điều trị thứ ba là mình giải phẫu để mà mình nâng đỡ cái âm đạo lên trên. Vậy thì khi nói đến giải phẫu thì cái số phần trăm mà thành công trong các ca giải phẫu nó có cao không thưa bác sĩ? Khi mình nói tới phần trăm thành công nó cũng khó khăn lắm. Theo như nghiên cứu, theo như người ta nghiên cứu là người ta theo dõi những bệnh nhân mà có những cái ca giải phẫu đó cho xa âm đạo, xa tử cung, thì họ cho biết là khoảng chừng 70-90% là thành công. Nhưng mà khi mình nói tới thành công, nó có nhiều cái ý nghĩa của thành công. Thành công đây là bác sĩ khám là nó bị cấp độ này, sau khi mổ thì vài năm thì nó thành ra cấp độ bao nhiêu. Cái đó là thành công theo ý của bác sĩ chẳng hạn. Nhưng mà khi mình nói tới thành công theo ý của bệnh nhân nói là thành công của họ đây có nghĩa là họ sẽ không còn thấy nặng nề nữa, họ không thấy đau bụng nữa, họ không thấy đau lưng giống nữa, như trở lại như cũ vậy đó. Họ không có đi tiểu bình thường lại. Thế cho nên thành công đây với họ không có nghĩa là mổ xong là giải quyết được là cái âm đạo nó trở lại bình thường. Mà có thể là nó vẫn còn bị xa chút xíu, nhưng mà nó không có tạo nên những cái triệu chứng cho bệnh nhân. Cho nên cái ý nghĩa thành công đó nó tùy theo là nó chính xác là mình bị cấp độ này, sau khi giải phẫu nó được giải quyết là nó hết bị xa, hay mình nói là thành công là bởi vì bệnh nhân không còn cảm giác, không có những cái triệu chứng đó nữa. Cho nên cái thành công nó tùy theo mỗi người. Vậy thì để tránh được những cái đau khổ, những cái đau đớn, những cái cuộc giải phẫu đó, thì làm cách nào để mình phòng ngừa trước khi cái chuyện đó nó xảy ra? Khi mình nói tới phòng ngừa thì mình phải quay ngược lại cái nguyên nhân của xa tử cung, đúng không? Có nhiều cái mình không có thay đổi, như là bẩm sinh thì không có thể thay đổi được, tuổi tác nó đâu có thể thay đổi được. về sanh á, sanh đẻ thì cái đó tùy mỗi người thích sanh nhiều, người sanh ít, cho nên mình không có thể nào thay đổi cái chuyện đó được. Nhưng mà nếu mà có sanh á thì sau khi mình sanh, tại khi sau khi sanh là khoảng chừng 6 tuần thì cái tử cung nó mới trở lại cái size của nó. Cái size nhỏ mà khi trước khi sanh. Cho nên người phụ nữ phải nghỉ ngơi trong vòng 6 tuần. Nghỉ ngơi đây không có nghĩa là mình nằm ở trên giường suốt ngày. Mình vẫn đi tới đi lui, nhưng mà mình không có làm việc nặng, mình không có bâng nặng, mình không có làm những cái việc nặng mà nó làm tăng áp suất để mà đẩy cái tử cung. Tử cung nó đã bị nặng rồi mà mình còn tăng cái áp suất trong bụng nữa, nó đẩy cái tử cung xuống. Với lại sau khi mình sanh, mình bị tổn thương về dây thần kinh, về tổn thương về các cơ, mình phải chờ đợi nó để nó lành lại bình thường. Cho nên trong thời gian đó mình phải nghỉ ngơi, mình không có làm việc nặng. Thì đó là một cái mình có thể ngăn ngừa được nè. Cái thứ ba là mình có thể ngăn ngừa những cái việc mà tăng lên cái áp lực trong bụng. Ví dụ như nếu bị táo bón thì mình nên ăn trái cây, rau quả nhiều để khỏi bị táo bón. Hay là bị ho thì gặp bác sĩ để mình chữa bệnh ho, để mình khỏi bị ho nhiều. Hoặc là mình tránh làm những cái việc mà tăng cái áp suất trong bụng. Cho nên có nhiều việc mình có thể làm được. Có cái mình không thể thay đổi được, nhưng mà cũng có một phần mình có thể thay đổi được. Cái những giải thích của bác sĩ vừa rồi rất là rõ ràng về cái vấn đề xa tử cung. Nếu không thì nhiều người chỉ biết cái tên đó thôi, nhưng mà họ không có biết là từ đâu đi tới đâu nó sẽ bị giống như vậy. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với Ngọc Thúy cũng như khán giả của Vietnam Television. Rất tiếc là thời gian có hạn, Ngọc Thúy xin tạm dừng chương trình tại đây. Cảm ơn Ngọc Thúy. Và cũng xin cảm ơn đài truyền hình Việt Today đã cho Thúy Phượng có cơ hội tới đây để mà giải thích về cái đề tài ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn Hội Y sĩ Việt Nam Bắc Cali đã mời Thúy Phượng tới đây để giải thích về cái đề tài này. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của bác sĩ Nguyễn Thúy Phượng về đề tài xa tử cung. Ngọc Thúy xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Ask a Doctor của Vietnam Television. Ngọc Thúy xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
Thúy xin kính chào quý vị khán thính giả trong chương trình Ask a Doctor của Viettoday Television. Chương trình này được phát hình trên băng tần 26.5 KTSF P2R và trên hệ thống cable vùng Bắc Cali 174-94-381. Chương trình này được sự hợp tác bởi Hội Y sĩ Việt Nam vùng Bắc Cali. Đây là một tổ chức bất vụ lợi với mục đích phổ biến những kiến thức y khoa phổ thông và cách phòng ngừa trong cộng đồng Việt Nam. Và khách mời của ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Túy Phượng sẽ nói về một đề tài rất là hấp dẫn là đề tài hiếm muộn. Ngọc Thúy xin kính chào bác sĩ.